Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, thì hôm nay trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV và là cái chiếc xe của dòng Hyundai ạ, chiếc xe được sản xuất và nhập khẩu từ Hàn Quốc về. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Hyundai Tucson. Ở Việt Nam mình thì những chiếc xe Hyundai Tucson rất là nhiều và đặc biệt chủ yếu nó là ở cái phiên bản máy xăng. Chứ máy dầu thì lại phần lớn là ở cái phiên bản Santa Fe cơ. Nhưng nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe cực kỳ hiếm có tại Việt Nam mình. Đó chính là chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu. Và là cái động cơ EVGT, động cơ 2.0 lít. Động cơ này thì nó không khác gì cái động cơ của con Santa Fe ạ. Ở cái phiên bản LMX này thì là động cơ diesel ạ. Còn những cái phiên bản khác thì nó là động cơ xăng thôi. Và động cơ diesel này mới là động cơ hiếm. Và chiếc xe này thì quý vị các bạn cũng biết về cái động cơ diesel rồi đấy ạ. Cực kỳ hiệu quả, cực kỳ kinh tế, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nó ở cái đặc trưng này. Và cái điều đặc biệt là chiếc xe này đã đăng ký biển Hà Nội và biển số thì rất là đẹp rồi đây. Thưa với quý vị và các bạn, biển số rất là đẹp ạ. 29A63799 ạ. Vừa là biển số kép, vừa là thần tài lớn, làm ăn rất là có lộc ạ. Nếu như quý vị và các bạn sở hữu chiếc xe này ạ. Chiếc xe đã chạy được hơn 7 vạn km rồi. Lát nữa tôi sẽ quay cụ thể cho quý vị và các bạn xem về cái đồng hồ này ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Tucson máy dầu này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy share clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ không dài dòng nữa, tôi đi thẳng vào vấn đề luôn là tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất và cái phần nội thất của chiếc xe Hyundai Tucson 2010 máy dầu này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản máy dầu này thì Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe Tucson này là full option hết rồi. Từ khóa thông minh đến đề nổ start top, nội thất ghế da cao cấp và là ghế điện ạ. Sấy ghế, sấy cả hàng ghế trước và cả hàng ghế sau, cửa sổ nóc này và cửa sổ panorama. Tức là có hai cửa sổ đó ạ. Một là đằng trước là cửa sổ nóc này, có thể mở được và đằng sau là panorama. Đấy. Và tất cả về phần ngoại thất của chiếc xe này thì quý vị các bạn hãy xem trên màn ảnh của quý vị các bạn đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chiếc xe này được đăng ký là màu xám đấy ạ. Và xe cũng đã trang bị được rất nhiều option rồi. Đây, thưa quý vị các bạn cùng xem ạ. Phiên bản này là phiên bản LMX 2.0, động cơ EVGT. Option thì đầy đủ rồi. Đằng sau có cả cảm biến lùi, camera lùi. Bộ la răng 5 cánh kép rất là đẹp ạ. Đấy, quý vị các bạn xem ạ. La răng 5 cánh kép rất là đẹp và tạo cho chúng ta nhìn thấy chiếc xe rất khỏe khoắn. Ở cái phân khúc SUV này thì chiếc Tucson này cũng đã được rất là nhiều người dùng tại Việt Nam mình. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đó chính là cái phiên bản LMX và động cơ 2.0, động cơ EVGT đấy ạ, động cơ diesel giống y như động cơ của Santa Fe đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị cả cảm biến sau rồi đấy ạ, cảm biến lùi đấy ạ. Và camera lùi cũng đã được tích hợp vào chiếc xe này rồi ạ. La răng 5 cánh kép rất là khỏe khoắn và còn rất là mới ạ, chưa có xước sát gì cả. Và cái lốp này thì nói thật với quý vị và các bạn, chủ xe cũng vừa mới thay một dàn lốp, còn rất là đẹp ạ, rất là dày đây. Thưa với quý vị và các bạn,
dàn lốp của nó là lốp size là 225 55 R18. Và đết lốp đây ạ, chủ xe vừa mới thay xong, đết lốp là 2019 đấy. Đấy, cho nên nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn mua chiếc xe này, muốn sở hữu chiếc xe này thì về cũng yên tâm, tất cả là chỉ có đổ dầu và chạy thôi, không phải thay, không phải sửa chữa gì cả. Xi nhan cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi ạ. Gương chiếu hậu này là gương gập điện rồi ạ, chỉnh điện và gập điện. Đấy. Đây là cái phần đầu, phần ba đời sốc trước của xe, quý vị các bạn đã xem đấy ạ. Cái cụm đèn pha, đèn gầm, mặt ca lăng được mạ chrome rất là bóng bẩy và tất cả này còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Sau 10 năm sử dụng chiếc xe này, sản xuất 2010 ạ. Sau 10 năm sử dụng mà chủ xe giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Và đây là cái phần ba đờ sốc sau, tất cả cũng còn nguyên bản ạ. Chưa có đâm đụng hay là chưa va chạm gì cả, cho nên là nó chưa bị biến dạng, tất cả còn rất là đều, rất là đẹp ạ. Cụm đèn hậu cũng còn rất là mới ạ, chưa có xước sát gì đâu ạ, tất cả còn rất là đẹp ạ. Bốn tay nắm mở cửa này đều là tay nắm được sản xuất bằng vật liệu là chrome, rất là sáng bóng ạ. Đây ạ, cả bốn tay mở cửa đều là chrome sáng rồi ạ. Và bấm nút mở cửa, khóa thông minh được trang bị bấm nút mở cửa và bấm cả bên lái và bên phụ đều có nút bấm mở cửa hết ạ. Nhìn qua một cái góc nghiêng, sau đó ta đi nhìn tổng thể về quanh xe để ta thấy được là cái nền của nó còn rất là đẹp ạ, nước sơn còn rất là đẹp đấy ạ. Vì chiếc xe này chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là cái nền của nó còn rất đẹp. Chứ nếu như mà đã bị va chạm rồi thì dù chúng ta có sơn đi thế nào đi chăng nữa hay là có làm đẹp cũng không thể đẹp được đâu ạ. Và vì cái nền bằng nền của nó thì quý vị các bạn đã hiểu đấy, cái phần thân vỏ của nó bằng tôn, nếu đã bị va chạm hay là biến dạng thì đương nhiên là phải gò, phải nắn. Mà đã gò mới nắn lại rồi thì không bao giờ cái nền nó được căng như thế này đâu ạ. Chỉ có xước sát nhỏ nhẹ sau đó sơn đi thì là cái nền nó sẽ đẹp thôi. Chứ còn nếu như đã phải liên quan đến gò, đâm đụng mà gò thì là không bao giờ căng lại được như thế này. Đấy là kinh nghiệm đi mua xe quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này còn khá đẹp đấy quý vị và các bạn ạ. Đẹp về ngoại thất, về nội thất lát nữa thì tôi sẽ quay về cái phần nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem. Và đặc biệt ở cái phần động cơ lát nữa tôi cũng sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái xe này nó còn đẹp hay không như thế nào, chất lượng nó còn như thế nào. Thì là đây, tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh để xem chiếc xe này nó còn mới, còn đẹp như thế nào đây ạ. Sau 10 năm sử dụng, chiếc xe nó còn đẹp như thế này thì chủ xe đi thực sự là phải giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Rất là đều xe. Và bây giờ thì không phải để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay và luôn ngay đây ạ, về cái phần nội thất của chiếc xe. Bước vào cái khoang nội thất đầu tiên thì chúng ta cũng phải đi tìm hiểu về cái cánh cửa bên lái. Chính là cái cánh cửa sử dụng nhiều nhất đấy ạ, sử dụng nhiều nhất của chiếc xe. Tất cả keo chỉ còn nguyên, quý vị các bạn xem đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên này, táp bi cửa còn rất là đẹp. Đấy, táp bi này còn nguyên bản hết quý vị các bạn nhé. Chúng tôi cam kết là chưa phải làm lại cái gì cả ở trong cái xe này đâu. Tất cả còn nguyên bản này, sử dụng nhiều hay ít thì quý vị các bạn xem qua về cái phần đây thì quý vị các bạn đánh giá được. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, kính điện này, gương, đây là cái phần gương, gương gập điện đây ạ, nút bấm gập điện của gương đây ạ, tôi bấm cho các bạn xem. Đấy, gương gập điện này, ốc bản lề này, ốc bản lề này, keo chỉ gioăng, tất cả còn rất là mới, rất là đều ạ. Bước vào chúng ta nhìn qua cái bậc cửa này, nó còn rất mới đây ạ, rất là mới ạ. Và tem của nhà sản xuất đây ạ. Chiếc xe được sản xuất tại Hàn Quốc và sản xuất năm 2010. Đấy, số khung số vin đầy đủ đây ạ. Quý vị các bạn xem, vừa rồi tôi cũng đã giới thiệu với quý vị và các bạn rồi đấy ạ. Xe là được trang bị là ghế da, nội thất da cao cấp và là ghế chỉnh điện đấy ạ. Đây là cái phần chỉnh điện của ghế lái này.
và cái da này đây, thưa với quý vị các bạn, da xịn nguyên bản nhé. Nếu như làm lại thì cái da này không được đẹp như nguyên bản như xe nữa đâu. Xe nếu như mà chiếc xe nào mà sử dụng quá nhiều rồi mà phải làm lại rồi thì là cái nội thất không bao giờ được đẹp như cái bộ da nguyên bản theo xe đâu ạ. Cái da nguyên bản theo xe rất là đẹp ạ. Kể cả về cái phần vô lăng này cũng vậy đấy ạ. Đây là cái phần vô lăng. Chúng tôi cũng chưa phải khâu lại cái vô lăng này đâu ạ. Vô lăng này chúng tôi cam kết là nguyên bản ạ. Vô lăng nguyên bản đấy ạ. Tất cả vô lăng nguyên bản, tích hợp điều khiển âm thanh vô lăng, điện thoại đấy. Vô lăng nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Vì chủ xe đi lúc nào cũng bọc, bọc cho nên là nó còn rất đẹp ạ. Cửa nóc này, xe được trang bị cửa nóc, đằng sau là cửa panorama, đằng sau lát nữa tôi quay chi tiết hơn ạ. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên lái ạ, cũng tương tự như vậy ạ, tất cả là còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên ạ, tắp bi còn rất là đẹp ạ. Và ở cái hàng ghế sau này thì sấy ghế lại được điều chỉnh ở trên cái tắp bi cửa này, đây là cái nút sấy ghế đấy ạ, sấy cho hàng ghế hàng ngồi sau. Và tất cả nội thất ở phía sau này nó là da xịn cho nên là còn rất là đẹp ạ. Da này là da xịn theo xe đấy ạ. Và hàng ghế sau này là gần như không có người ngồi mấy cho nên nó còn rất là mới ạ. Da xịn đấy quý vị các bạn ạ. Nếu làm lại thì không bao giờ được đẹp như này nữa đâu. Và đây, thưa với quý vị các bạn, đằng sau là có cửa sổ panorama. Rất là sáng ạ. Cửa sổ panorama và đằng trước là cửa nóc. Tất cả rất là sáng, rất đẹp. Đây là cái phần cửa sau, tức là cái nắp cốp sau đấy ạ. Tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị các bạn cùng xem. Đây ạ, đầu tiên là tôi lại quay về cái ốc cốp sau. Tất cả nó còn nguyên bản như này ạ. Tất cả còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay chưa bị va chạm gì đâu ạ. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Lớp sơ cua đây ạ. Lớp sơ cua này còn rất là mới ạ. Chúng ta nhìn qua về cái phần nội thất của xe đây ạ. Trần sáng màu và rất là đẹp ạ. Rất là sạch sẽ. Cửa sổ mở ra là nhìn trong xe rất là thoáng. Đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Cũng tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên bản. Táp bi cũng còn nguyên bản hết ạ. Toàn bộ da này là da xịn ạ. Sấy ghế đây ạ. Sấy ghế cho hàng ghế ngồi phía sau. Và ghế phía sau đây ạ. Tất cả còn rất mới, rất là đẹp ạ. Gioăng này. Ốc bản lề cửa này. Tất cả còn rất là mới. Sau 10 năm sử dụng nhưng mà chủ xe đi rất giữ gìn cho nên chiếc xe này nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Còn đây là cánh cửa bên phụ, cánh cửa trước bên phụ đấy ạ. Tất cả cũng còn rất là đẹp ạ, nguyên bản và đẹp. Ốc bản lề này. Gioăng, keo chỉ, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Ghế da cao cấp rồi ạ. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Quý vị các bạn xem qua về cái phần táp lô, quý vị các bạn đã biết được chủ xe giữ gìn như thế nào thì nó mới được đẹp như này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ bước vào xe để quay cho quý vị các bạn cùng xem. Xe đã được trang bị khóa thông minh. Đây, thưa quý vị các bạn, khóa thông minh và start top. Tôi bấm nút start top đây. Đấy, start top này. Đầu DVD, à đầu CD. Đầu CD AM, FM, AUX đầy đủ này. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập này. Điều hòa tự động 2 vùng độc lập này. Sấy ghế này, sấy ghế này. Cổng AUX này, USB này. Tất cả còn đầy đủ hết. Và cái đồng hồ của chiếc xe đây, thưa với quý vị các bạn, chiếc xe chạy được 7.5 km rồi. Đấy, 7.5 rồi. Và vô lăng cần số, vô lăng còn nguyên bản hết đấy. Vô lăng còn nguyên bản, cần số còn nguyên bản. Nếu như chạy nhiều rồi thì cái cần số này, nếu như quý vị các bạn đi xem ở tại thị trường hiện nay thì phần lớn là vô lăng phải làm lại rồi.
cần số cũng phải làm lại rồi, không được đẹp như này nữa đâu ạ. Và đây tất cả là còn nguyên bản hết, chiếc xe này còn nguyên bản hết đấy ạ. Gương chiếu hậu cũng là gương chống chói và tích hợp camera lùi ở trên cái gương này đây ạ. Và cái phần đằng trước nó chính là cái phần cửa nóc đây ạ. Quý vị và bạn xem về cái phần cửa nóc của xe đằng trước. Và đằng sau là cửa panorama, tức là cửa sổ nóc thì chúng ta có thể đóng vào mở ra được, nhưng cửa sổ đằng sau là panorama, không mở được cái kính này ra, chỉ mở được cái đây, đấy, mở được cái rèm cửa này ra, nó là panorama đấy. Đấy. Từ năm 2010 mà Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Tucson này option miên man như vậy rồi, thì quý vị các bạn đã biết được đấy, nó phải ở cái phân khúc cao cấp mới được trang bị option như thế vậy ạ. Và cái phần táp lô của nó còn rất là mới ạ, rất mới, rất là đẹp. Đấy. Cái phần đặc biệt nhất ở chiếc xe Hyundai Tucson 2010 này đó là được trang bị một cái động cơ EVGT và là cái động cơ 2.0 lít động cơ diesel. Tôi sẽ mở cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Chủ xe vừa với bảo dưỡng ở cái cấp độ rất là lớn này, cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua về mà sử dụng thì yên tâm, không phải bảo dưỡng, không phải làm gì cả. Và đặc biệt ở chiếc xe, những chiếc xe máy dầu nói chung nhá, chiếc xe nào bây giờ máy dầu cũng sẽ rất là ướt rồi, ẩm ướt vì là xe máy dầu mà. Nhưng chiếc xe này thì khô, tất cả còn khô hết. Chúng tôi không có dọn máy để cho quý vị các bạn xem được cái hiện trạng thực tế của chiếc xe đấy ạ. Vì nếu như mà chúng tôi dọn máy đi rồi thì quý vị các bạn không biết được cái thực tế của chiếc xe đâu. Nếu như những chiếc xe nào mà đã dọn máy thì là thường là những chiếc xe đấy nó quá ẩm ướt, máy dầu nó chảy ra quá nhiều nên mới phải dọn máy. Còn chiếc xe này thì nó không bị chảy dầu, tất cả còn nguyên bản hết, cho nên chúng tôi không dọn máy, để nguyên cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đấy, và tất cả còn rất là đẹp ạ. Chủ xe vừa mới bảo dưỡng ở cấp độ lớn rồi, cho nên nếu như quý vị các bạn nào sở hữu chiếc xe này về thì không phải làm bất cứ một cái việc gì cả, chỉ việc đổ dầu vào và chạy thôi ạ. Và ốc cabo đây, tôi lại quay chi tiết cho quý vị các bạn xem về cái phần ốc cabo này. Keo chỉ trên cabo này, keo chỉ trên cabo, ốc cabo mà còn nguyên bản như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay va chạm đâu. Chúng tôi cam kết chiếc xe này còn nguyên bản, không đâm đụng, không tai nạn, không va chạm, không ngập nước gì cả. Tất cả còn nguyên bản hết ạ. Còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Máy móc nó đẹp thì chúng tôi mới không dọn, chúng tôi mới để nguyên như này ấy. Và chủ xe cũng đã lắp lên cái bóng siêu sáng rồi ạ. Đây là cái bóng, cái ba lát của cái bóng siêu sáng đấy. Bên này cũng vậy ạ. Đây là cái ba lát của cái bóng siêu sáng đấy. Đấy, ba lát, hai cái ba lát của hai bên bóng siêu sáng, đi về ban đêm cực kỳ sáng, ánh sáng trắng cực kỳ sáng đấy, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Vậy nếu như quý vị và bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn nào muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Tucson này thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.